Tử vi tuổi Dần tháng 11 âm lịch năm 2020. Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Dần được coi là một trong những tuổi đặc biệt nhất trong 12 con giáp. Những người cầm tinh con hổ mạnh mẽ, kiên cường không lùi bước trước khó khăn, gian khổ. Bản thân họ sinh ra đã có tố chất lãnh đạo và mang khí chất của một vị chúa sơn lâm, thống trị núi rừng. Trong chuyên mục luận bàn tử vi hàng tháng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cụ thể tới quý vị và các bạn về tử vi tuổi Dần trong tháng 11 âm lịch năm 2020. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video để biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 11 năm 2020 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11 năm 2020, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Dần. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 11 âm lịch những gia chủ tuổi Dần sẽ cần chú ý. Ngày 5 tháng 11 năm 2020, tức ngày 19 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân. Ngày 17 tháng 11 năm 2020 âm lịch, tức ngày 31 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Ngày 29 tháng 11 năm 2020 âm lịch, tức ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Các ngày tốt đối với những người tuổi Dần trong tháng 11 âm lịch. Ngày âm lịch 20 tháng 11 năm 2020, tức ngày 3 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 11 năm 2020, tức ngày 22 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp phù. Để có thể chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Sự nghiệp của người tuổi Dần tháng 11 âm lịch. Bước sang tháng 11 âm lịch 2020, đây là tháng mà mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho gia chủ tuổi Dần. Bạn khá tự tin trong việc thực hiện mọi việc theo kế hoạch vì chúng đều đã là thế mạnh của bạn. Bản mệnh dần dần chinh phục được những mục tiêu đã đặt ra từ trước đó và đây là cơ hội để thăng chức, tăng lương cao hơn hẳn so với bình thường. Để giúp các gia chủ tuổi Dần hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường sự nghiệp, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, quý anh chị tuổi Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là vật phẩm hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vật khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường sự nghiệp, tài lộc và tình duyên. Tài lộc của người tuổi Dần tháng 11 âm lịch. Tuổi Dần bước sang tháng 11 âm lịch, đừng mong chờ quá nhiều vào vận may tài lộc của mình. Trong tháng này, không mất tiền đã là một sự may mắn, chứ đừng trông mong rằng tiền bạc vào nhà nhiều như nước. Mặc dù có chính tài ở bên nhưng cũng chỉ đủ ở mức giúp cho những chú hổ sống không quá túng thiếu. Bạn vẫn có tiền thu về nhưng có giữ được tiền hay không lại là chuyện khác. Thu nhập chính vẫn khá ổn định nên không đến mức quá túng thiếu. Nếu con giáp này biết cân nhắc chi tiêu hợp lý và tiết kiệm để tiêu dùng cho những lúc cấp bách. Bước sang tháng 11 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Dần chăm chỉ, cố gắng hơn một chút, kết hợp với việc luôn mang bên mình vật phẩm, phong thủy,
vòng tam giác khai vận là anh chị tuổi Dần sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Sức khỏe ngoài tuổi Dần tháng 11 âm lịch. Nhìn chung, đây là tháng mà tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Dần khá ổn định. Bạn đã duy trì được lối sống lành mạnh và thấy được những cải thiện đáng kể. Vào thời điểm cuối tháng này, những gia chủ tuổi Dần nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cuộc đua, chạy nước rút vào những tháng cuối năm. Khuyên các bạn tuổi Dần nên sử dụng kim bài thái tuế đem theo bên mình để hóa giải vận đen, đem lại may mắn, tài lộc và sức khỏe. Tình duyên của người tuổi Dần tháng 11 âm lịch. Về phương diện tình cảm, người tuổi Dần trong tháng 11 này sẽ có những quyết định quan trọng trong mối quan hệ của mình. Có người sẽ quyết định tiến tới bày tỏ tình cảm của mình, có người sẽ tiến thêm một bước xa hơn, chính là niên duyên đôi lứa về chung một nhà với người mình yêu thương. Thời điểm này, các cặp đôi từng có những căng thẳng, mâu thuẫn, cảm thấy xa cách thì nay có cơ hội hàn gắn nên dành nhiều thời gian ngồi bên nhau trò chuyện và góp ý cho nhau. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Dần hãy luôn mang bên mình vòng tam giác khai vận để sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên. Vòng tam giác khai vận là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tình duyên cho bản mệnh. Tử vi của từng tuổi Dần trong tháng 11 âm lịch. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Cuộc đời tuổi Giáp Dần 1974 có nhiều may mắn trong cuộc sống, hồi nhỏ từng có chút lao đao nhưng không đáng kể. Từ 47 tuổi trở đi bắt đầu yên vui, có phần phát triển về cơ nghiệp, công danh hồi nhỏ lên cao nhưng càng về sau lại càng tụt xuống thành trung bình. Bước sang tháng 11 âm lịch là tháng thích hợp nhất để quản lý đầu tư và quản lý tài chính, với điều kiện bạn phải lên kế hoạch hợp lý và học hỏi trước. Nếu đầu tư một cách mù quáng, không làm gì sẽ gây ra hậu quả không thể khắc phục. Trong tháng 11 âm lịch, tuổi Giáp Dần 1974 thành công trong đầu tư và quản lý tài chính, sự nghiệp của bạn sẽ được phát triển rất nhiều, đặc biệt nếu bạn tự làm chủ, số tiền đủ sẽ dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ cho doanh nghiệp của bạn. Ở khía cạnh tình yêu và các mối quan hệ tình cảm, tháng này không thực sự tốt với những người tuổi Giáp Dần. Bạn có thể cãi nhau rất nhiều về vấn đề tình cảm. Cách tốt nhất để giải quyết là thảo luận trao đổi với những người bạn đời, người yêu về vấn đề gây mâu thuẫn, tránh áp đặt quan điểm cá nhân vào tranh luận. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 hãy luôn sử dụng vòng tay tam hợp khai vận để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Tuổi Bính Dần 1986 vào tháng này, sự nghiệp tuổi Bính Dần khá tốt, các chuyến công tác có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của bạn. Một khi nắm bắt được, bạn sẽ được sếp đánh giá cao và dễ dàng được thăng chức. Nếu bạn đang kinh doanh, hãy ngừng việc tiếp tục mở rộng quy mô, không nên quá tự mãn mà hãy làm tăng cường quản lý nhân sự để ngăn chặn sự suy giảm có thể xảy ra. Anh chị tuổi Giáp Dần sinh năm 1986 sẽ khá may mắn trong tình yêu và mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực trọn đời, hãy sớm kết hôn để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Nếu bạn đã gắn bó một chuyến du lịch với bạn đời của bạn, trong tháng này sẽ cải thiện hơn mối quan hệ của bạn và làm cho cuộc sống trở nên ngọt ngào. Trường hợp xấu, nếu bạn đã trên bờ vực ly hôn, bạn sẽ được hòa giải trong tháng này. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Những người sinh năm 1998 vào tháng 11 năm 2020 âm lịch này được điềm báo là sẽ có một tháng vui vẻ, hạnh phúc với con đường sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, tiền bạc dồi dào. Nếu như trước đây gặp những bế tắc không được thuận lợi thì tháng này sẽ là cột mốc giúp cho việc trở nên hành thông nhất là con đường công danh, sự nghiệp của bản mệnh Mậu Dần. Trong tháng này, những người sinh năm 1998 được dự đoán sẽ học hành tân tới, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc. Chính vì vậy, những người tuổi này nên tranh thủ cơ hội học thêm nhiều bằng cấp, chính chỉ có lợi cho sự nghiệp ở tương lai. Ngoài ra trong tháng này, tuổi Mậu Dần cũng sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ để tương lai thăng tiến và phát đạt hơn. Tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm, phong thủy, minh quang pháp bảo để giúp tinh thần sức khỏe của gia chủ luôn được tỉnh táo và minh mẫn. Sử dụng minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, giá trị công đức từ đó
thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Những người Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ phải trải qua những thăng trầm trong tháng này. Với sự thiếu may mắn trong tháng này, cuộc sống thường ngày có thể là một điều tuyệt vời đối với tuổi Nhâm Dần 1962. Đặc biệt trong tháng này, các gia chủ sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 5 tháng 11 2020, tức ngày 19 tháng 12 2020 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trong ngày này, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất hy vọng mọi người đừng quên like, share, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những chương trình lần sau.